Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc sang ngày 14, một ngày nhiệm màu. Khi sự tập trung hội tụ trong lời nói, nó sẽ khai mở được năng lượng kỳ diệu. Để nhìn thấy và trải nghiệm được ngày nhiệm màu nhất trong cuộc đời bạn, hãy biết ơn ngày hôm đó trước khi nó xảy ra. Để có một ngày nhiệm màu, bạn chỉ cần đơn giản là lên kế hoạch trước cho ngày hôm đó và nói từ nhiệm màu cảm ơn cho mỗi chuyện tốt đẹp xảy ra trước cả khi nó thật sự xảy ra. Đây là điều dễ dàng nhất bạn có thể làm. Nó chỉ tốn vài phút nhưng lại có thể khiến bạn hôm ấy trở nên tuyệt vời. Việc biết ơn ngày hôm đó trước khi mọi chuyện xảy ra sẽ tạo nên một ngày nhiệm màu thông qua quy luật hấp dẫn. Khi bạn cho đi lòng biết ơn đối với những trải nghiệm tốt đẹp trong ngày thì bạn sẽ nhận lại được những trải nghiệm tốt đẹp ấy. Nếu bạn không tin rằng mình có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến những tình huống trong ngày thì hãy nhớ lại những hôm bạn thức dậy với tâm trạng cộc cằn hay tồi tệ. Bạn cứ thế tiếp tục với công việc trong một ngày và hết điều này đến điều khác trở nên tồi tệ cho đến cuối ngày, bạn sẽ nói rằng đó là một ngày rất kinh khủng, như thể đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên vậy. Vâng, lý do duy nhất khiến bạn có một ngày tồi tệ đó là do bạn đã có tâm trạng tồi tệ từ buổi sáng, chính vì và chính tâm trạng ấy khiến mọi thứ tệ đi. Ngay cả việc thức dậy với tâm trạng tồi tệ cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì có khả năng rằng bạn đã đi ngủ với những ý nghĩ tiêu cực về gì đó mà không hề nhận ra. Đó chính là lý do bạn cần thực thi phương pháp hòn đá nhiệm màu trước khi đi ngủ vào mỗi tối để đảm bảo mình thiếp đi với những ý nghĩ tốt đẹp. Phương pháp hòn đá nhiệm màu vào buổi tối kết hợp với phương pháp cảm thấy mình thật hạnh phúc vào buổi sáng sẽ giúp bạn có được tâm trạng tốt vào tối muộn và sáng sớm, và nó đảm bảo bạn có cảm xúc trước khi bắt đầu một ngày. Để có một ngày nhiệm màu, bạn cần cảm thấy tốt đẹp. Ngoài lòng biết ơn, tôi không biết còn điều gì khác có thể khiến bạn cảm thấy tốt đẹp ngay lập tức hay không. Dù kế hoạch trong hôm nay là gì, có thể là du lịch, họp hành, làm dự án, ăn trưa, tập thể dục, lấy đồ ở tiệm giặt, là chơi thể thao, đến rạp hát, gặp bạn bè, tập yoga, dọn dẹp nhà cửa, đến trường hay cửa hàng tạp hóa, dù sao cũng biến hôm nay trở nên nhiệm màu bằng cách nói từ kỳ diệu cảm ơn. Vì kế hoạch đã diễn ra như ý trước khi nó thật sự diễn ra. Nếu bạn có thói quen viết danh sách các công việc cần làm trong ngày, vậy thì bạn có thể đọc qua danh sách và cảm thấy biết ơn vì mỗi điều xảy ra như ý. Dù nói trong đầu hay viết ra thì điều quan trọng là bạn phải cảm thấy rằng kết quả của mỗi sự việc đều ở mức tốt nhất có thể. Khi sử dụng lòng biết ơn đối với các sự việc trong ngày nhiệm màu, tất cả các vấn đề sẽ bị loại trừ. Bạn sử dụng phương pháp này càng nhiều thì mỗi ngày của bạn sẽ càng tốt đẹp hơn. Từ điều nhỏ nhặt đến to lớn, mọi thứ trong cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp. Những ngày khó khăn trở nên suôn sẻ, và thay vì gặp phải sự chán nản hay các vấn đề trong ngày thì bạn sẽ trải nghiệm dòng chảy nhiệm màu của điều tốt đẹp. Mọi thứ dường như vào đúng vị trí một cách kỳ diệu mà không cần phải gắng sức, không phải lo lắng hay căng thẳng, bạn sẽ vui hơn nhiều. Khi mới bắt đầu sử dụng lòng biết ơn để có một ngày nhiệm màu, tôi quyết định cảm ơn trước khi sự việc mà thường ngày tôi vốn không thích làm lắm. Một trong những điều đó là đi siêu thị. Vào đầu ngày, tôi nói từ kỳ diệu cảm ơn chuyến đi siêu thị vui vẻ và dễ dàng. Tôi không biết chuyến đi sẽ như thế nào mới vui vẻ và dễ dàng, nhưng tôi cảm nhận lòng biết ơn đối với kết quả ấy nhiều nhất có thể. Kết quả từ sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn đó là tôi có được chỗ đậu xe ngay trước cửa chính. Sau đó, tôi tình cờ gặp hai người bạn, một người đã lâu tôi chưa gặp, và chúng tôi đi ăn trưa sau khi mua sắm. Người bạn thứ hai đã kể cho tôi nghe về một chiếc máy hút bụi tốt và rẻ. Đó cũng là thứ mà tôi vẫn luôn muốn có được. Khi đang ở trong siêu thị, bất cứ khi nào nhìn là tôi đều thấy được thứ mình cần. Ngay trước mắt, mọi thứ đều vẫn còn hàng. Hết món này đến món kia được khuyến mãi. Tôi mua hàng xong và thanh toán trong thời gian nhanh kỷ lục.
vì có một quầy thanh toán vẫn còn đang trống và nhân viên ngân hàng ra hiệu cho tôi đến đó. Khi nhân viên sắp xếp các món đồ của tôi, đột nhiên cô ấy nói, chị có cần pin không ạ? Đó là một trong những món tôi quên mua. Chuyến đi siêu thị của tôi còn hơn cả vui vẻ và dễ dàng, nó rất nhiệm màu. Chỉ mất vài phút trong buổi sáng để sử dụng lòng biết ơn và có một ngày nhiệm màu bằng cách cảm ơn trước về những sự kiện trong ngày hôm đó. Nhưng chỉ riêng về phương pháp này đã có thể thay đổi cả một ngày hôm đó. Để có được một ngày nhiệm màu khi thức dậy vào ngày mới, có thể trước khi bước xuống giường, hoặc khi đang tắm, hoặc khi đang mặc quần áo, hãy nghĩ về kế hoạch trong ngày hôm đó và nói cảm ơn vì mỗi sự việc đều diễn ra rất tốt đẹp. Hãy quyết tâm thực hiện phương pháp này khi bắt đầu mỗi ngày và đừng để bị ngắt quãng trong khi làm. Hãy nghĩ lướt qua kế hoạch cho buổi sáng, buổi chiều, buổi tối cho đến tận lúc đi ngủ. Với mỗi sự việc, hãy nói từ nhiệm màu và tưởng tượng như bạn đang cảm ơn vào cuối ngày. Khi bạn cảm thấy cực kỳ biết ơn vì mọi chuyện diễn ra như ý. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng những từ ngữ mang cảm xúc mạnh để cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Cảm ơn vì buổi họp cực kỳ thành công. Cảm ơn vì kết quả kỳ diệu của cuộc điện thoại. Cảm ơn vì tôi đã có một trong những ngày làm việc tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì trận đấu xuất sắc. Cảm ơn vì việc nhà thật vui vẻ và nhẹ nhàng. Cảm ơn vì buổi tối thật tuyệt vời cùng bạn bè. Cảm ơn vì chuyến đi thật thoải mái. Cảm ơn vì năng lượng mạnh mẽ sau buổi tập thể dục. Cảm ơn vì buổi họp mặt gia đình tốt đẹp nhất từ trước đến giờ. Phương pháp nhiệm màu này sẽ mạnh mẽ hơn nếu với mỗi sự việc bạn có thể nói từ nhiệm màu cảm ơn thành lời. Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép thì nói thầm vẫn không sao. Sau khi thực thi sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn đối với mọi công việc và sự kiện trong hôm đó, hãy kết thúc bằng câu cảm ơn vì những tin tức tốt lành đến trong hôm nay. Lần nào cũng vậy, mỗi sáng sau khi thực thi phương pháp một ngày tốt đẹp, tôi đều cảm ơn những tin tức tốt trong hôm đó. Kết quả là tôi nhận được rất nhiều tin tốt, tuần nối tuần, ngày qua ngày, tin tốt cứ thi nhau xuất hiện. Mỗi lần nhận được một tin tức tốt lành, tôi lại cảm thấy cực kỳ biết ơn và phấn khích vì tôi biết rằng mình đã sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để thu hút chúng. Và cứ thế sau này sẽ có thêm thật nhiều tin tốt nữa. Nếu bạn muốn nhận được thật nhiều tin tức tốt lành, hãy làm giống như tôi. Thực thi phương pháp nhiệm màu số 14. Một ngày nhiệm màu. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Vào buổi sáng, hãy lướt qua trong đầu những kế hoạch cho ngày hôm đó, cho đến buổi tối và cả lúc đi ngủ. Với mỗi kế hoạch hay sự kiện, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn. Vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hãy tưởng tượng bạn đang nói cảm ơn vào cuối ngày khi đang cực kỳ biết ơn vì ngày hôm ấy thật hoàn hảo. 3. Sau khi thể hiện lòng biết ơn với tất cả những kế hoạch diễn ra suôn sẻ trong ngày, hãy kết thúc phương pháp niệm màu này bằng câu nói cảm ơn cho những tin tức tốt lành đến trong hôm nay. 4. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá niệm màu trong tay và nói từ niệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Chúng ta đã kết thúc một nửa chặng đường là 14 ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình từ ngày 15 cho tới ngày 28. Sẽ rất là kỳ diệu nếu như mà chúng ta ứng dụng mỗi ngày. Chúc các anh chị em thực thi các cái phương pháp của 14 ngày vừa qua thành công nhé. Và